Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ 2 ngày tới. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc sẽ có mưa dông rải rác. Từ 2 đến 4 ngày tới, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống còn 15 đến 19 độ C. Vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Đây sẽ là đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay. Cũng do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, miền Trung sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng từ 3 đến 7 ngày tới. Hôm nay Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Hôm nay thời tiết tại 4 địa phương của Đồng Nai gồm Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu và Trảng Bom trời nhiều mây, ngày có mưa dông. 7 địa phương còn lại có mưa rào, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C.